bộ phim Liên Thành Quyết. Tập 30. Làm sao lấy được thuốc giải trong tay Ngô Khảm nhỏ? Chi bằng tìm ra bàn bạc. Cha đang luyện hội công cao thâm. Luyện cầm ná pháp. Đây không giống cầm nã pháp, lại si tường giả, nửa đêm canh ba, thích trộn hồ, là ly hồn chứng. Cha, ai đó? Cha, là con. Quỳ Nhi, Quỳ Nhi, con sao vậy? Cha, con dâu của cha thì ra không phải người tốt.
Nào, ngồi xuống rồi nói. Sao vậy? Hai vợ chồng con lại cãi nhau à? Liên Thành Quyết tìm được rồi. Liên Thành Quyết ở đâu? Là con dâu của cha lấy đi. Sao lại trong tay nó? Chiều nay khi chúng ta từ bên ngoài quay lại, con nhìn thấy cô ấy và ra muốn nháy mắt. Con cảm thấy rất kỳ lạ, liền giả giờ ngủ. Sau đó con lén theo dõi. Không ngờ cô ấy đem Liên Thành Quyết để vào trong chậu máu. Tiếp sau đó con thấy cô ấy đem chậu máu ra sau viện. Con vẫn luôn theo dõi cô ấy. Con thấy cô ấy đến căn phòng ở hướng Tây. Tại sao nó phải lén lấy sách? Cô ấy lén lấy Liên Thành Quyết là gì? Vì ai? Vì tên cẩu tặc Ngô Khảm. Cái gì? Vì Ngô Khảm à? Sau khi cô ấy giấu sách ở phòng phía Tây thì con vẫn luôn đi theo cô ấy. Vậy mà cô ấy lại đến định nghỉ, cố kết làm bậy với Ngô Khảm. Để làm gì vậy? Muốn dọa chết ta? Tỷ muốn để cả thiên hạ đều biết chuyện tốt của chúng ta sao? Đệ, bảo bối đừng nhìn nữa, giờ này chắc chắn không có ai đâu. Không biết xấu hổ, nhanh như vậy mà liếc mắt đưa tình với ta rồi. Đừng gấp, tối nay canh ba ta đợi tỷ bên phòng củi. Không được chết tử tế, to gan như vậy à? Cho dù hy sinh tính mạng cũng không cách nào khác. Vì tỷ ta có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả mạng của ta. Tên dâm tặc Ngô Khảm thấy cô ấy liền hớn hở. Nói gì mà canh ba đêm nay ở phòng củi gặp mặt không gặp không về. Câu này con nghe rất rõ ràng. Bình thường ta thấy nó đoan trang, hiền tuệ, không ngờ cũng vì Liên Thành Quyết mà làm ra chuyện đê tiện như vậy. Cô ấy còn nói không được chết tử tế, gan đúng là to, không sợ mất mạng sao? Dạ, lúc đó con nghe được những lời này, hận không thể giết chết hai người họ. Chỉ tại con bị thương không có sức, cho nên mới sớm quay về phòng. Sau đó hai người họ nói gì, quả thực con không nghe được. Bây giờ đã là canh ba, nói không chừng tiện nhân đó đang ở đó. Cha nào con nấy. Cha con chúng ta trước tiên đến phòng phía Tây lấy kiếm phổ, sau đó đến phòng củi bắt gian bắt cả đôi. Cha con ta xử lý bọn họ. Đi. Phương muội, thực ra lần đầu tiên ta gặp muội, ta đã thích muội rồi. Chẳng qua nhiều năm nay không có cơ hội bày tỏ với muội. Hôm nay ông trời cho ta cơ hội này, ta nhất định phải bày tỏ tâm sự của ta với muội. Phương muội, ta cha lấy được chưa? Được rồi, đi. Tam sư tẩu, Ngô Khảm ta hoan nghênh. Đi. Đã là canh ba rồi, sao còn không vào? Đến rồi lại đi. Đùa ta sao? Vừa rồi ở phòng củi, tại sao không giết Ngô Khảm? Vừa rồi trong phòng củi chỉ có một mình Ngô Khảm. A Phương có thể nghe thấy động tĩnh nên đi rồi. Chúng ta bắt gian phải bắt cả đôi.
sao có thể dễ dàng giết người được. Hơn nữa, Vạn gia chúng ta ở thành Kinh Châu cũng là nhà của gia thế. Nếu chúng ta lấy được kiếm phổ, còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Chuyện nhỏ không những ác hỏng chuyện lớn. Vì chuyện này có để vậy sao? Muốn trút giận thì khó lắm sao? Dùng cách cũ đi. Cách cũ chính là dùng cách đối phó với Thích Trường Phát. Quỳ Nhi, con mau thông báo với các đệ tử, kêu bọn họ đến gặp ta. Dạ, tuyệt đối đừng để ai khác thấy được kiếm phổ. Dạ cha. Người đâu? Lão gia, thắp đèn hết lên. Dạ. Đóng cửa lại, ta muốn thay y phục. Dạ. Tâm sư ca, nửa đêm sư phụ triệu tập mọi người, đã xảy ra chuyện gì? Chắc là chuyện của kẻ thù. Sư phụ, chúng con đã tụ họp rồi, nghe sư phụ căn dặn. Tốt, con vào trước đi. Dạ. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Là ai? Đệ tử không biết. Người này cải trang thành lang trung bán thuốc, hôm nay từng đến nhà chúng ta. Đệ tử từng nghe qua. Nhưng người này là ai? Đệ tử thật sự không biết. Người này giả dạng cải trang, ta cũng không tận mắt thấy hắn, không nắm chắc nội tình. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai con đến thành Bắc điều tra kỹ lưỡng. Con ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện phân phó. Dạ. Tôn quân vào đây. Dạ. Đệ tử Tôn quân bái kiến sư phụ. Có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Dạ. Đệ tử vừa nghe được ở ngoài cổng. Sáng sớm mai con đến thành Nam điều tra thử. Ta sẽ kêu Ngô Khảm điều tra ở thành Tây, để Bốc Viên đến thành Đông. Phùng Thản và Khảm Thành phụ trách tiếp ứng báo tin. Vạn sư ca con thương thế chưa khỏi, nó không thể ra ngoài. Dạ. Vạn sư ca nên dưỡng thương nhiều hơn. Con ra ngoài đi. Dạ. Ngô Khảm vào đi. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến cửa rồi, con biết không? Đệ tử nghe sư phụ nói ngoài cổng rồi, là Thảo Đậu Lan Trung đó. Sư phụ, đệ tử tìm hắn đến trị thương cho sư huynh. Đệ tử không ngờ hắn là kẻ thù. Xin sư phụ tha cho con, người này cải trang giả dạng. Con không nhận ra, ta cũng không trách con. Như vậy đi, sáng sớm mai con đến thành Tây điều tra kỹ càng. Nếu như nhìn thấy người này, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Dạ sư phụ. Thank you.
Ngô Khảm, chuyện bản thân con làm còn không mau gánh chịu, lẽ nào để ta ra tay sao? Sư phụ, người kêu đệ tử nhận lỗi gì chứ? Ngô Khảm, con đúng to gan, con trong ứng ngoại hợp, dẫn giặc đột nhập vào thành Kinh Châu muốn làm một đại án. Sư phụ, con làm đại án gì? Con tưởng ta không biết sao? Con dẫn tên Lang Trung bán thuốc đó đến thành Kinh Châu. Thực ra người này chính là Giang Dương Đại Đạo. Ngô Khảm, con cấu kết với hắn muốn xông vào đây. Sư phụ, con muốn xông vào, con muốn xông vào Đại Lao Tri Phủ cướp lấy mệnh phạm triều đình có đúng không? Ngô Khảm, con còn muốn chối cãi à? Sư phụ, đệ tử không dám. Chuyện lớn như vậy sao có thể tính như vậy được? Để nói ta là trộm, vậy để nói ta biết, ta trộm thế nào, ở đâu, khi nào? Huynh, để mau giao ra đây cho ta. Tại sao phải giao ra cho huynh? Bởi vì ta là đại sư huynh. Được, ta giao cho huynh. Được, bây giờ con không muốn nói cũng được. Ta cho con thời gian một nén nhang, từ từ suy nghĩ. Ngô Khảm, rốt cuộc con có chịu tội không? Sư phụ, người nể tình con là đệ tử, tha cho con đi. Tha hay không, không phải con nói là được. Quỳ xuống, chân thành nhận lỗi. Sư phụ, quỳ xuống. Sư phụ, đây là người ép con. Đừng trách đệ tử, con muốn làm gì? Sư phụ, cha, sư phụ, sư phụ, sư phụ, cha, sư phụ, cha, người sao vậy cha, người sao rồi? Ta, Ngô Khảm, đâm ta một dao, nhảy ra ngoài cửa sổ rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Ta chăm sóc cha ta, mọi người đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Được, nhanh lên. Cha, con dìu cha đến giường, cha. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, cha, sư phụ, người không sao chứ? Cha, chuyện này không thể nào. Mau, bắt thích khách, đừng để hắn chạy, nhanh lên, nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Quỳ Nhi, có người nghi ngờ không? Cha, người yên tâm, tuyệt đối không có. Cha giả đúng là giống như việc giết Thích Trường Phát thật, không có nửa điểm sơ hở. Cha, cha đáng thương quá. Cha, A Phương đó phải làm sao? Chuyện này vẫn dùng cách ban đầu đối phó với cô ta, phải làm cho người không biết quỷ không hay. Không được để cô ta quỷ hoại gia phong của Dạng gia, cũng đừng để cô ta quỷ hoại danh tiếng của cha con chúng ta, vẫn là cha anh Minh. Còn sao vậy? Tay của con đau quá, vết thương rất đau, làm sao mới tốt đây? Quỳ Nhi, con đau quá. Con dùng thuốc đó có tác dụng nào không? Cha, không có thuốc giải, thuốc gì cũng không được. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta lên đó xem vết thương của sư phụ thế nào rồi. Đi. Dạ, có người.
Sư phụ, người sao rồi? Sư phụ, vết thương của người sao rồi? Không sao. Tiểu tử đó công phu không mạnh, sao ta có thể dạy ra một đồ đệ như vậy chứ? Sư phụ, ngươi đừng buồn quá. Cậu tặc Ngô Khảm này bản tính không tốt, không liên quan đến người dạy dỗ. Đúng sư phụ, Ngô Khảm này là thứ dòng ơn bội nghĩa. Hại người như vậy, đệ tử như chúng con đau lòng không sao. Đợi chúng con bắt được hắn, chúng con sẽ xử lý hắn. Có đồ đệ như các con, trong lòng y sư rất vui. Buông ba cả một đêm rồi, các con quay về nghỉ ngơi đi. Có Khuê Nhi ở đây được rồi. Đúng, mọi người về nghỉ ngơi đi. Được, đi thôi, đi. Tìm viện hộ viện đều tìm cả rồi, sao ngay cả một bóng người cũng không có? Đúng, Ngô sư huynh chạy đi đâu được chứ? Đại sư huynh, đại sư huynh, chuyện hôm nay có chút không đúng. Ta cũng thấy vậy. Khẩm Thành, các đệ qua đây. Mọi người nói lục sư đệ phản bội sư môn là tại sao chứ? Không biết. Hắn làm như vậy có lợi ích gì? Liệu có liên quan đến Liên Thành Quyết không? Liên Thành Quyết, ta cảm thấy tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thẩm Thành, Bốc Di, hãy để ra ngoài xem thử. Nếu như có chuyện gì đó, lập tức quay về báo ta biết. Dạ. Các sư đệ, đến phòng ta một chuyến. Được. Cha. Cha, bọn họ đi cả rồi. Thi thể ở dưới giường, chúng ta nên làm sao? Vẫn là dùng cách cũ đối phó Thích Trường Phát. Xây tường, vẫn xây ở trong nhà. Đúng. Hai người chết ở trong nhà rồi. Chuyện này phải bí mật. Nếu như hai cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực, đợi khi chúng ta phát tài, còn sợ không có nhà để ở sao? Cha, người nói có được Liên Thành Quyết, chúng ta sẽ giàu nhất thiên hạ. Lẽ nào cái đó không phải là bí kíp võ công gì đó, mà là kim ngân tài bảo? Đúng. Đương nhiên không phải bí kíp võ công. Có một kho báu lớn được giấu trong kiếm phổ. Thì ra là như vậy. Quá tốt rồi. Mai Niệm Sinh muốn đem kho báu này tặng cho người khác, đâu có dễ như vậy. Quy Nhi, kiếm phổ chúng ta vừa lấy được, mau mang ra đây. Dạ. Cha, lấy giấy bút mau. Chiêu thứ nhất của Liên Thành Kiếm Pháp đến từ Phong Kiều Giả Bạc của Trương Kế. Cha, bác là chữ bác. Bác Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Như Quả Đối Sầu Miên. Đúng. Chữ thứ 8 là chữ Giang. Giang, nhớ. Chiêu thứ 2 của Liên Thành Kiếm Pháp là Trùng Kinh Chiêu Lăng của Đỗ Phủ. Trùng Kinh Chiêu Lăng, chúng ta xem thử. Năm 51, 1 năm 1 10, 15 20. Chữ Lăng, Giang Lăng. Quả nhiên đúng là ở Kinh Châu. Chiêu thứ ba chắc là Lương Châu Từ của Dương Chi Quán. Hoàng Hà Diễn Thượng Bạch Dân Giang.
Nhất phiến cô thành dạng sơ sang. Chữ thứ 11 là chữ thành. Thành Giang Lâm. Dạ. Nhỏ tiếng thôi. Đúng. Không được quá đắc ý. Đúng. Quê Nhi, tâm của cha cả đời không uổng công rồi. Bí mật này cuối cùng cũng có được. Kẻ thù đó tại sao lại muốn tặng kiếm phổ đến cho chúng ta chứ? Ta hiểu rồi. Cha, tại sao? Kẻ thù có được kiếm phổ này, hắn không đoán được bí ẩn trong đó thì có ích gì đâu. Mỗi một chiêu của Liên Thành Kiếm Pháp đều là một bài thơ đường, cho nên cũng gọi là Kiếm Pháp Thơ Đường. Người của môn phái khác dù võ công thông thiên, hắn cũng không biết. Trên đời này chỉ có hai người, ta và Ngôn Đạt Bình biết được chiêu thứ nhất là câu gì, chiêu thứ hai là câu gì. Cha, tên gọi của Kiếm Pháp Thơ Đường có phải cha từng dạy bọn con không? Tuần tự đều bị đảo lộn rồi. Ngay cả cha cũng không dạy thật. Ta có 8 đệ tử, sớm tối mọi người đều ở cùng nhau. Ta chỉ dạy mình con. Bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện. Làm như vậy, cha, con thấy âm mưu của bọn họ nhất định là như vậy. Trước hết giao Liên Thành Kiếm Phổ cho ta, sau đó dùng thủy ấn in ra mấy chữ. Đợi lúc chúng ta lấy kho báu, bọn họ sẽ là một đối thủ đáng chú ý. Đúng. Chúng ta mỗi bước phải cẩn thận, đừng để cực khổ uổng phí không có được bảo tàng, cuối cùng tính mạng cũng mất. Cha nói đúng. Chiêu thứ tư là Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị, là 27. Đúng. 27. Đúng rồi. Tay ta sao ngứa vậy chứ? Cha, thứ 27 là 1 năm 1 10 15 20. Không thể là Giang Nam sao? Thứ 27 là chữ Nam, thành Giang Nam Lâm. Giấc mơ của chúng ta thành hiện thực rồi. Quỳ Nhi, cha, sao tay cha toàn là mực vậy? Để con xem. Ngứa quá. Cha đừng gãi. Cha, cha, hình như độc vào cặp đốm của Ngôn Đạt Bình. Tuyệt đối đừng gãi, đừng gãi. Độc này từ móng tay của cha lây qua. Con dâu cha đem Liên Thành Quyết ngâm vào trong máu. Trong máu có độc. Độc bò cạp của con đã lây qua miệng vết thương của cha. Cha, cha trúng độc không nặng. Chúng ta dùng nước rửa đi. Đạo Hồng đem nước qua đây. Cha, cha bị hầu đồ rồi. Vì Đạo Hồng đã sớm bị cha đuổi đi rồi. Vậy con mau lấy nước qua đây. Dạ. Cha, có nước rồi. Cha, đau quá, đau quá. Cha, tay của cha sao rồi? Đau lắm. Có thể là không được bỏ vào trong nước. Không sao, chỗ con có thuốc giảm đau. Tuy là không thể giải độc nhưng tạm thời có thể giảm đau. Mau, mau lấy đi. Quỳ Nhi, cha đi với con. Cha mau lên. Quỳ Nhi, đợi ta. Quỳ Nhi. Không được, bọn họ nhận định ta và Ngô Khảm có tư tình. Một khi gặp ta nhất định sẽ giết ta. Hơn nữa luận về võ công, luận về cơ trí, ta kém họ rất xa. Trước mắt chỉ có thể đi tìm sư ca ta. Ra muốn phải làm sao? Sao ta bỏ lại con bé được chứ?
đau chết ta rồi. Quê Nhi, Quê Nhi, cha, nhanh lên, đến rồi, đến rồi. Kêu lớn tiếng như vậy sẽ làm ra muốn tỉnh giấc. Cha, cha chịu đau một chút. Quê Nhi, cha, thuốc giảm đau của con sao không có tác dụng? Cha, cha. Ta chịu hết nổi rồi. Chịu. Cha, cha làm gì vậy? Chặt tay cho ta, chặt tay của ta đi, chặt đi. Cha, sao con có thể chặt đứt tay của cha chứ? Chỉ có Liên Thành Quyết có thể giữ mạng. Cần đôi tay này có ích gì chứ? Cha, tay của con, tay của con cũng đau nữa. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Cha, cha muốn làm gì? Cha, cha, cha không sao chứ? Cha, Quỳ Nhi, nếu chúng ta đã không có được Liên Thành Quyết, ai cũng đừng mơ có được. Cha đừng xé, cha đừng xé, ai cũng đừng mơ có được nó. Cha đừng xé. Cha, tay của ta. Ra muốn ngoan, con nằm yên đừng cử động, đừng cử động. Chúng ta không có được, người khác cũng đừng mơ có được. Cha, cha làm gì vậy? Tay của ta, tay của ta. Sao vậy? Hai người bị sao vậy? Phương Mùi, mau đi tìm Lang Trung, hỏi ông ta thuốc giải. Nhanh lên, nhanh. Đây là thuốc giải, con đưa nó cho ta. Đưa cho ta, đưa cho ta. Đứng yên, ai dám cử động một chút ta sẽ đổ thuốc giải xuống dưới, cả nhà đều chết. Phương Mùi đừng, ta chỉ cần nghiêng tay thì thuốc giải đổ hết. Đừng. Con dâu ngoan, nghe ta nói. Con dâu, con yên tâm, nếu như con đưa thuốc giải cho ta, ta nhất định để con đi cùng bố Khảm. Cha, cha. Ngoài ra, ta cho con thêm một vạn lượng bạc để con mãi mãi sống tốt. Nếu trong lòng con có hắn, Quê Nhi không giữ con lại nữa. Con yên tâm đi, đưa thuốc giải cho ta. Con người ông đúng là bỉ ổi vô sĩ. Phương Muội, chỉ cần Muội muốn đi theo Ngô Khảm, ta quyết không cản. Mau đưa thuốc giải cho ta. Hai người đúng hồ đồ quá rồi. Lúc này con suy nghĩ bỉ ổi như vậy. Ta chỉ muốn hỏi hai người một câu. Hai người thành thật trả lời, ta lập tức đưa thuốc giải cho. Được, nói đi. Con cứ nói. Cha ta đâu? Rốt cuộc hai người làm gì ông ấy rồi? Cha con, chuyện cha con ta thật sự không biết. Ta luôn nhớ lão sư đệ của ta. Sư huynh đệ bọn ta lại là thông gia, đây là chuyện tốt biết mấy. Lúc nào rồi mà ông còn nói dối ta? Ta hỏi ông, cha đã bị ông hại chết có đúng không? Cách thức hại chết ông ấy giống như cách hại chết Ngô Khảm. Không có. Hai người đã đem thi thể hắn xây vào bờ tường, đúng vậy không? Sao cô biết được? Đừng, đừng, đừng. Đừng, Quỳ Nhi, không được làm liều. Con dâu ngoan, đưa cho ta. Đừng dứt, đừng dứt. Đưa ta. Mẹ ơi, thả ra muốn sống. Đừng ép ta, không liên quan đến con bé. Phương Muội, Muội đừng ép ta. Nếu Muội không đưa thuốc giải cho ta, mẹ, ta sẽ giết chết ra muốn. Không. Cha, mau, mau. Cha, trói cô ta lại. Thả ta ra. Thả ta ra. Quỳ Nhi, con lượm cho kỹ, đừng để chừa lại. Cha, không hay rồi, kiếm quyết đều bị gió thổi bay hết rồi. Cái gì? Làm sao đây?
Không sao. Nếu chúng ta đã biết là thằng Nam Giang Lăng, cộng thêm một phần liên thành quyết còn lại, vẫn có khả năng tìm được nơi đó. Thành Nam Giang Lăng. Đi. Đi. Hình như là Bốc Viên và Thẩm Thành. Còn thấy rõ sao? Không sai, nhất định là hai người họ. Vậy thông tin của chúng ta không phải bị lộ rồi sao? Á tiện nhân này xử lý sao đi? Chuyện không được chậm trễ, lập tức ra tay. Nữ tiện nhân này xử lý giống như cha của ta. Tên họ Dặn, giết chết ta cũng được, nhưng ngươi hãy nể tình chúng ta là phu thê. Sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc rau muống thật tốt. Cha ơi, cha ơi. Được, Dặn Khuê. Cha, việc có phải diệt tận gốc, thứ này không được để lại. Nhưng mà cha, các người đúng là nhẫn tâm, ngay cả trẻ con cũng không tha. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Mẹ ơi, mẹ ơi, đem chôn cô cùng với cha cô, gọi là cha con trung huyệt, rất có ý nghĩa. Mẹ ơi, đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Đại sư huynh, mười mấy năm nay, tại sao sư phụ trước giờ không dạy chúng ta liên thành kiếm pháp? Lúc đầu gấp sức, nói mọi người đều sẽ có lợi, nhưng mà lợi ích đâu không thấy. Đúng vậy, giống như lúc đầu lập kế cướp Tam Sư Tổ vậy. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, để biết rồi. Chuyện gì? Ở thành Tây Giang Lăng. Thành Tây Giang Lăng, đúng. Thành Tây Giang Lăng gì chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Quỳ Nhi, cha, ta đi phá tường, con kéo thi thể Ngô Khảm ra đi. Dạ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Cha ta là bị lão tặc này chôn trong bức tường đó. Mẹ ơi,
Phương à, ta vẫn luôn coi cô như con gái mà đối đãi. Nhưng cô thì sao? Cô luôn phản bội Giảm Gia. Nếu như cô đã nhớ phụ thân cô cũng tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho cô. Mẹ ơi, còn con nữa, rau muống nhỏ. Không phải con nhớ ông ngoại sao? Hôm nay ông nội con đưa con đi gặp ông ngoại con. Con xem đi, ông ấy đang ở trong đó. Cha! Cha! Quản cái gì? Cha! Cô Khả mất tích rồi.